Sau một loạt thành công với Galaxy Note 1 và Galaxy Note 2, Samsung tiếp tục tung ra Galaxy Note 3, một trong những chiếc flagship hay điện thoại cỡ lớn hàng đầu hiện nay. Samsung Galaxy Note 3 có rất nhiều ưu điểm so với hai phiên bản tiền nhiệm của nó, do đó chiếc flagship mới này cũng được rất nhiều người quan tâm. Đầu tiên là về mặt thiết kế, Galaxy Note 3 có kích thước lớn hơn hẳn các điện thoại khác trên thị trường. Các cạnh máy được làm vuông vức hơn, sắc nét hơn nhưng vẫn cầm trên tay khá ổn bởi máy mỏng và nhẹ. So với người tiền nhiệm là chiếc Note 2 có màn hình 5,5 inch thì chiếc Note 3 này lớn hơn 0,2 inch nhưng lại cho cảm giác cầm nhỏ gọn hơn. Vì phần viền màn hình được làm mỏng tối đa, cả hai cạnh trên và dưới đều được thu gọn và hầu như là không có một chi tiết thừa. Xét về mặt tổng thể thì Note 3 trông cứng cáp hơn các phiên bản trước do Samsung đã giảm bớt độ bo tròn của các cạnh máy. Thiết kế của máy trở nên vuông vắn hơn và cũng phù hợp với sở thích của nhiều đối tượng người dùng. Với việc sử dụng ngôn ngữ thiết kế và chất liệu như một cuốn sổ tay, nên một điểm vô cùng đặc biệt ở Galaxy Note 3 chính là chiếc nắp lưng của máy được làm từ lớp nhựa sần giả da thay vì bằng nhựa bóng như thế hệ trước, đã làm cho Note 3 trông sang trọng hơn hẳn những người tiền nhiệm. Bên cạnh đó thì phần viền giả kim loại bao quanh máy cũng được Samsung vát những đường dọc tinh xảo, mà theo lời của Samsung sẽ khiến cho Note 3 thực sự trông giống như một cuốn sổ tay khi được gấp lại. Dù có màn hình 5,7 inch nhưng Galaxy Note 3 chỉ có độ dày 8,3mm nên khi mình cầm trên tay rất là thoải mái. Bút cảm ứng khá nhỏ gọn với chiều dài khoảng 2/3 thân máy, cầm vừa tay, nhẹ, đầu rất trơn và dễ thao tác. Chiếc bút này được Samsung cải tiến lại với thiết kế đối xứng, nên bạn không còn phải mất công lựa chiều để cất bút đi như trên các đời trước. Một điểm đặc biệt nữa trên Galaxy Note 3 là máy được trang bị cổng kết nối USB 3.0. Chuẩn kết nối này đã xuất hiện trên các ổ cứng di động và bây giờ xuất hiện trên Note 3. Tuy nhiên thì bạn sẽ không cần phải quá lo lắng khi mà chuẩn kết nối USB 3.0 này chưa thực sự phổ biến, nhất là trên các smartphone. Bởi cổng kết nối này vẫn tương thích ngược với chuẩn USB 2.0. Mình có thể dùng cáp micro USB để sử dụng nhưng với tốc độ chậm hơn và cả việc sạc thì cũng tương tự. Galaxy Note 3 sử dụng công nghệ màn hình Super AMOLED đặc trưng trên các dòng điện thoại cao cấp của Samsung. Với đặc trưng là màu sắc vô cùng rực rỡ, đẹp và thích mắt hơn hẳn các công nghệ màn hình hiện tại. Độ phân giải màn hình trên Galaxy Note 3 đạt chuẩn Full HD 1920x1080px trên kích thước 5,7 inch, cho mật độ điểm ảnh lên tới 386 ppi. Nhờ công nghệ màn hình này mà máy có góc nhìn rộng, độ tương phản cao, độ sáng mạnh tạo cảm giác trải nghiệm hình ảnh, xem phim, chơi game vô cùng sống động, đặc biệt là với màn hình to. Cấu hình của Galaxy Note 3 cũng được nâng cấp mạnh mẽ để xứng danh với chiếc flagship có cấu hình tốt nhất hiện nay. Samsung đã dùng chip xử lý 8 nhân cao cấp Exynos 5420, Quad-Core 1.9GHz, Cortex A15 và Quad-Core 1.3GHz, Cortex A7, cùng với dung lượng RAM khủng lên đến 3GB, giúp cho máy hoạt động mượt mà trong mọi tình huống, có thể chạy nhiều ứng dụng cùng một lúc, chơi các trò chơi có đồ họa nặng, lẫn xem các bộ phim Full HD. Máy có dung lượng bộ nhớ lần lượt là 32 hoặc là 64GB và có thể mở rộng thông qua hệ cắm thẻ nhớ microSD lên tới 64GB. Chạy trên hệ điều hành mới nhất Android 4.3 Jelly Bean cùng với giao diện TouchWiz tùy chỉnh, tích hợp nhiều tính năng thông minh. Chắc chắn Galaxy Note 3 sẽ giúp người dùng không cảm thấy khó khăn khi trải nghiệm máy. Bên cạnh đó, Galaxy Note 3 cũng là chiếc flagship có dung lượng pin cao nhất hiện nay với 3200mAh.
Chụp ảnh là một tính năng cực kỳ quan trọng trên các thiết bị di động hiện nay. Tính năng này còn đặc biệt được quan tâm hơn đối với các siêu phẩm công nghệ. Và Galaxy Note 3 cũng không phải là ngoại lệ. Note 3 được trang bị công nghệ cảm biến bé size tiên tiến với độ phân giải 13 megapixel, có đèn LED flash chở sáng. Máy có thể quay video với độ phân giải 4K tương đương với 8.3 megapixel. Chiếc camera này có khả năng chống rung tốt, nhiều chế độ chụp theo cách trình bày rất trực quan của riêng Samsung. Note 3 có khả năng vừa quay phim vừa chụp ảnh cùng một lúc, có thể chụp cùng lúc cả hai camera trước và sau. Khả năng chụp HDR và panorama rất xuất sắc. Đây là những bức ảnh chụp bằng camera của Note 3. Galaxy Note 3 còn có một số tính năng vô cùng thông minh khác để có thể nâng cao tối đa trải nghiệm của người dùng với bút S Pen, vốn được xem là điểm khác biệt giữa dòng Galaxy S và dòng Galaxy Note, đó là AirCommand. Tính năng AirCommand này cho phép bút S Pen kích hoạt một menu phụ khi sử dụng. Menu này sẽ chứa những công cụ để các thao tác sử dụng bút trên Note 3 trở nên dễ dàng hơn. Bộ tính năng này bao gồm Action Memo, Scrapbook, Add Filter, Screen Wipe, Pen Window. Hôm sau sẽ có một bài video về những tính năng này. Tóm lại, Samsung Galaxy Note 3 là chiếc phablet hội tụ những tinh hoa trong công nghệ của Samsung và cũng là chiếc điện thoại hàng đầu của hãng điện thoại Hàn Quốc. Thiết bị này rất thích hợp với người dùng là những doanh nhân thành đạt, những người yêu thích sự hoàn hảo và công nghệ đỉnh cao. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.